Tường xin chào đón quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Em thấy nói chuyện hợp á, cũng hợp gu em. Xong rồi em cũng thả thính qua lại á, rồi em cũng có bày tỏ tình cảm. Xong rồi một ngày đẹp trời bạn đã nói với em là bạn đó bị bệnh, không biết sống được bao lâu. Trời đất. Cho nên là bạn đó giờ không muốn quen ai, không muốn yêu ai hết. Rồi có đúng bị bệnh không? Em không biết nữa chị, giờ em giữ khách hàng của em thôi, bán hàng lấy tiền. Cái gì khách hàng? Dạ, anh đó là khách hàng của em. Anh đó là khách hàng của em. À, bán gì cho ảnh? Bán cây cảnh chị. Ảnh vẫn ra mua cây cảnh đều. Dạ, bình thường. Chị. Nhìn sắc mặt ảnh vẫn khỏe mạnh. Bình thường. À, vậy là hiểu rồi ha. Dạ. Và thưa quý vị, hôm nay khi nhìn trong một cái không gian rất quen thuộc, rất ấm cúng của nhà hàng Chả Cá Đế Vương, tọa lạc tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nhà hàng Chả Cá Đế Vương gồm hai chi nhánh được mệnh danh là Thiên Đường Chả Cá, với các món ăn đặc sắc chế biến từ chả cá nguyên chất, mang đậm hương vị Hà Nội gốc. Vị ngọt, thơm, đặc trưng của cá quyện cùng các loại rau và gia vị đã níu chân thực khách khi đến với nhà hàng. Với không gian thiết kế ấn tượng, mang nét cổ điển của Hà Nội xưa và chút hiện đại từ lối bài trí bắt mắt, kết hợp cùng ánh đèn vàng tạo nên cảm giác thân mật mà bình dị. Không gian thích hợp với các cuộc hẹn hò, họp mặt gia đình, bạn bè hay những buổi tiệc ấm cúng. Bên cạnh đó là thái độ phục vụ chuyên nghiệp, tận tình của đội ngũ nhân viên nhà hàng. Với thông điệp Chả Cá Đế Vương, giá yêu thương, ngon khó cưỡng, chắc chắn thực khách sẽ hài lòng khi đến với nơi đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chương trình mai mối của ngày hôm nay. Tường sẽ ra đưa bạn gái vào, quý vị nha. Rồi, xíu tới nữa. Rồi, bên trái, ghế. Rồi, ngồi lại vô giữa ghế nha. Mở mặt nạ ra luôn em trai ơi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về thông tin cá nhân của mình trước. Chào em trai, mời em trai giới thiệu. Dạ, em tên là Đoàn Mạnh Hiếu. Em hiện đang là giáo viên tiểu học. Em sinh năm 90. Ừ, 30 tuổi rồi ha. Quê mình dạ. Ở đâu Hiếu? Dạ, quê em ở Nghệ An. Nghệ An. Dạ. Rồi mình đang dạy học ở đâu? Dạ, em đang dạy học ở thành phố Hồ Chí Minh. À, quận mấy? Dạ, quận Bình Thạnh. Mình vào thành phố lâu chưa? Dạ, em sinh ra và lớn lên ở thành phố. À, Nghệ An chỉ là quê thôi. Vậy là dạ. Mình sống trong này mình sống với ai? Dạ, sống với ba mẹ. Nhà đông anh chị em không? Dạ, nhà có hai chị. Rồi. À, mời em gái giới thiệu. Dạ, chào chị, chào bạn trai. Em tên là Nguyễn Thị Minh Trang. Em 27 tuổi. Quê ở Thủ Đức. Hiện tại thì em đang là nhân viên văn phòng. Mình đang sống với ba mẹ hả? Dạ, em sống với mẹ, ba em mất. À, sống với mẹ, ba mất. Rồi nhà mình đông anh chị em không? Có em với em trai. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Hiếu? Dạ, điểm mạnh của em là nói chuyện rất hoạt bát. Em rất là thích kiểu như là đá banh, nghe nhạc, thậm chí là hay viết lách. Thích làm thơ, viết thơ này nọ. Ồ, có viết lách nữa. Dạ. Viết được gì đọc bài thơ con cóc nhỏ nhỏ nghe chơi rồi. Dạ. Ơn em hiện hữu nhẹ nhàng, sẻ chia với nắng, dịu dàng sắc hoa. Ngày mai dù có phơi pha, chỉ là một thoáng, đã là thiên thu. Tâm bình mọi sự sẽ bình, tùy duyên tùy nợ giữa nghìn sắc không. Không không có không không, thương tức là nhớ, mà nhớ tức là thương. Dạ rồi. Rồi, rất dễ thương. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là nói về công việc thôi thì em là người có trách nhiệm công việc, em biết nấu ăn. Điểm yếu của em là em hơi thẳng tính, nhiều lúc em cũng khó tính, nhiều lúc em cũng hơi làm biếng nè. Khó tính mà có làm biếng nữa nha. Rồi, tình trường thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, chính thức thì em có một mối tình thôi hồi đi học. Quen cũng khoảng 2 năm. Sau đó thì em cũng có tìm hiểu thêm hai người nhưng mà không đi đến đâu hết. Tới giờ. Lý do tại sao vậy? Cuộc tình nó không đi đến đâu rồi em có tìm chắc hiểu không? Chắc không đủ duyên quá. Em phát hiện là bạn đó vừa tìm hiểu em rồi vừa tìm hiểu thêm một bạn khác trong team em nữa. À, bạn khác mà trong team luôn. Dạ. Ghê, anh nào mà cao thủ dữ vậy trời. Bạn tiếp theo thì cũng mới đây. Một ngày đẹp trời bạn đó nói với em là bạn đó bị bệnh, không biết sống được bao lâu. Trời đất. Cho nên là bạn đó giờ không muốn quen ai, không muốn yêu ai hết. Rồi có đúng bị bệnh không? Em không biết nữa chị. Giờ em giữ khách hàng của em thôi, bán hàng lấy tiền. Cái gì khách hàng? Dạ, anh đó là khách hàng của em. Anh đó là khách hàng của em. À, anh đó là khách hàng. Mua cây nhiều quen. À, bán gì cho ảnh? Thì bán cây cảnh chị. Ảnh vẫn ra mua cây cảnh đều. Dạ, bình thường chị. Nhìn sắc mặt ảnh vẫn khỏe mạnh. Bình thường. À, vậy là hiểu rồi ha. Dạ.
Trời ơi, mấy người ta sợ chết lên mình mời. Người ta có gần chết, người ta cũng muốn có người bầu bạn đến đoạn cuối cùng cuộc đời. Không có ai mà từ chối hết á. Từ chối vậy là hiểu rồi nha. Thế còn em, tình trường em sao? Từ trước đến giờ thì em có quen 3 mối tình. 3 mối tình? Dạ. Thì mối tình gần đây nhất là cách đây khoảng 3 tháng. Bạn đó là cũng là giáo viên. Sau một cái thời gian á, là tìm hiểu nhau á, thì cảm thấy là em xin bạn đó lên Sài Gòn để thuận tiện công việc á. Bạn ở dưới Biên Hòa, thì sau khi mà xin xong á, thì bạn đó không có lên phút 90. Phút 90 không lên? Dạ đúng rồi. Em có tìm hiểu nguyên nhân không? Có lẽ là chưa tin tưởng em lắm. Rồi nếu ra không tin tưởng em thì mắc mớ gì mà chịu tới lúc đó. Thật ra là bạn đó là sống chung với lại một người em gái nữa. Thì ba mẹ bạn đó là mất sớm. Thì kèm đó em có lời hứa là, tức là năm sau thì em của bạn đó lên thì nó không có vấn đề gì hết. Thì không muốn bỏ lại em gái ở dưới kia. Dạ, em cũng muốn hàn gắn lại á. Thì bạn đó nói là không được nữa. Em lại nói sau đó là một ngày á, thì bạn nó lại muốn hàn gắn lại. Thì lúc đó là nó trễ quá rồi. Cảm xúc nó không còn nữa. Có nghĩa là mình đã cho hết cái lòng mình rồi. Là đến cái thời gian đó là mình ngắt cái lòng mình ra rồi. Ta nói nhiều khi cuộc đời nó có những cái nó chỉ trật một nhịp thôi thì nó sẽ đi một cái hướng khác. Em mong muốn cái mẫu người trong tương lai của em tìm là người như thế nào? Bạn đó kinh tế ổn định, có chí cầu tiến, biết chăm lo cho gia đình. Ngoại hình thì em thích mẫu bạn không quá mập, không quá ốm. Cao hơn em là được. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m58. 1m58, em cao bao nhiêu? Dạ, 1m60. 1m60, hơn một xíu ha. Còn em thì em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm một người con gái là, thứ nhất là có thể là biết nấu ăn. Tại vì cơ bản là em cũng biết nấu ăn. Thì mình đỡ đần cuộc sống cho nhau thôi. Cũng biết kính trên nhường dưới một tí. Trời. Rồi em là mình đang sống với mẹ với em trai. Dạ. Em trai mình là có gia đình chưa? Dạ, chưa. Em trai bao nhiêu tuổi? Em của em 25 tuổi. Bạn hơi chậm hơn những người cùng tuổi khác đó chị. Bạn ấy có đi học không? Dạ có. Học được tới lớp mấy? Nhưng mà thời gian học mẫu giáo, học cho biết chữ thôi. Có tự một mình ăn uống tắm rửa sinh chị, hoạt được không? Được hết. Em đi làm thì ở nhà em cô em làm mấy việc còn lại hết. À, có nghĩa là nó chỉ hơi chậm một chút xíu thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ không phải là mình không có tự lo cho bản thân. Dạ, được tự lo được. Rồi như vậy thì em và mẹ cũng cực, thì mẹ còn khỏe không? Dạ mẹ còn khỏe. Dạ như bây giờ thì mẹ ra ngoài làm để cho có bạn á. Lúc ba mất xong mẹ buồn lắm. Ba mất bao giờ? Ba mất hồi tháng 5 âm á chị. Ba mới mất đây thôi. Dạ. À, chị chia buồn với em nha, chia buồn chị với gia đình em nha. Thế bây giờ là cuộc sống gia đình em đã bình ổn lại chưa? Mẹ là làm công việc gì? Hồi trước thì mẹ với ba làm chung là làm mấy cái hàng trang trí đám cưới, chị mất shop á. Giờ ba mất rồi thì không có duy trì nghề được nữa. Nhưng bây giờ thì kinh tế trong gia đình thì là em là người trụ trì chính. Cái ước mơ lớn nhất của em hiện tại là cái gì? Em ơi, em mong kinh tế ổn định, cái thứ nhất. Thứ hai là tìm bạn đồng hành với em. Nhưng mà ví dụ để lấy một người vợ mà có hoàn cảnh nó hơi khó khăn, nó cũng là gánh nặng cho mình, em nghĩ sao? Đối với một người vợ á, thì em là người khác. Có nghĩa là nếu người ta cần cái gì mà mình thương người ta thì mình phải đáp ứng cho người ta. Và ngược lại, thí dụ em cần cái gì thì em mới cưới người đó về. Nhưng mà cung và cầu mình phải chia sẻ và mình phải thông cảm với nhau đúng không? Đúng trong rồi. Tình yêu phải hy sinh một chút xíu. Dạ đúng rồi. Rồi, cho chị mượn cái hình của em coi nè. Dạ. Rồi cho chị mượn hình em ơi. Wow. Kiếm thử coi cổ là ai trong đó. Đây. Có ảnh ở trong á, ba anh lựa một anh. Em nghĩ là bạn này. Tại sao chị vô chọn bạn đó liền? Tại vì bạn, em nhìn mặt bạn này có vẻ như là rất là hoạt bát, lanh lợi. Cầm đi điện thoại coi phải không, chứ chị thấy mấy cô nó giống nhau quá. Chọn ra ai chưa? Em đến đại bạn này. Rồi, bây giờ mình cứ giữ hình đó nha. Mình coi mình chọn đúng không nha các em. 1 2 3 Em chỉ em hỏi cổ coi em chọn đúng không vậy? Dạ, anh chọn cái này. Chắc không rồi. Cái bên. Rồi cắt tóc hồi nào vậy? Cắt được 5 rồi. Nhìn Minh nhìn dở. Phải người này không?
Đâu áo xanh á. Áo xanh hả? Dạ. Ok, nhưng mà khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? À, em thấy bạn nữ là một người rất là cá tính, rất là quyết đoán trong công việc. Bạn đó là một người sống rất là nội tâm. Đúng không em? Đúng được miếng nào không? Khoảng trên 60%. Trời, giống làm thầy bói được rồi ha. Cảm xúc của em như thế nào khi mà cánh cửa trái tim mở ra? Bạn được. Được. Với lại em thấy bạn quyết đoán, em ấn tượng tốt. Ừ, có ấn tượng tốt là được rồi, đó chỉ là mới sự khởi đầu thôi. Rồi, để tạo điều kiện cho các bạn tìm hiểu nhau kỹ hơn, thì Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức một buổi trưa thật ngon miệng tại nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Quên mất lo trò chuyện nói cảm xúc mà quên tặng quà. Quà đi, tặng đi em. Anh tặng em món quà. Đúng rồi. Cảm ơn, em cũng có món quà. Rồi, anh cảm ơn. Mình trao đổi thông tin về quà chút xíu coi. Em mở đi. Mở đi cưng. Cái này là cái tinh dầu. Thì anh nghĩ đối với một người con gái thì người ta sẽ có hai cái khoảng thời gian ở trong nhà và lâu nhất, đó là trong nhà tắm với lại coi trong tủ quần áo. Thì anh nghĩ là trong cái lúc lựa quần áo thì để khởi đầu một cái chuyến đi thì mình có một cái mùi hương gì đó làm cho dễ chịu, thì cái cuộc đi chơi nó sẽ tốt hơn. Cảm ơn anh nha, em thích. Rồi, còn món quà này gì đây? Đó là cái cây. Cây may mắn. Cố gắng trồng cho nó sống nha, coi như là vun đắp cái cây tình yêu đó. Rồi, bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức món bao tử cá tại nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Nhớ, ga lăng ha, chăm sóc bạn gái. Rồi trò chuyện, ít phút nữa chị Tường quay lại nha. Dạ. Chúc hai bạn ngon miệng. Dạ, cảm ơn chị. Em đói chưa? Anh đến lâu chưa? Anh đến cũng cũng lâu. Hơi đói. Em cảm ơn. Hơi rung á, nên hôm nay không có nói nhiều. Ừ, anh cũng gặp em anh cũng rung á. Em suy nghĩ về về gia đình như thế nào? Chứ không là phải có sự tin tưởng. Anh thì nghĩ á là trong tình yêu mình cần phải có sự tôn trọng nhau nữa. Tức là trong một cái vấn đề nào đó thì có thể là người này sai, người kia sai, nhưng mà để một cái sự việc mà đáng tiếc không có xảy ra thì mình nên có kiểu như là dung hòa lại. Dung hòa. Tại vì công việc ở trên công ty á thì nó rất là stress rồi. Thành ra là khi mà về nhà thì anh muốn có một gì đó nó nhẹ nhàng. Em cũng thích là sau một ngày dài mệt mỏi rồi thì về thì ngôi nhà của mình là nơi mang lại cho mình sự bình yên, thoải mái. Ừ, em ăn đi, không đói. Anh cũng ăn nha. Ừ, ok. Anh hay Gigamo, anh hay chơi đó. Vợ trước thì cứ khoảng tháng này á, anh toàn đi xem phim một mình thôi à. Thì không biết là em có thích đi xem phim không? Đâu rồi, em không đi, tại vì em cứ bùa đầu vào công việc á. À, anh thì muốn tìm một người vợ nào đó tìm hiểu trong vòng khoảng 6 tháng đến 1 năm. Rồi mình để coi thời gian anh và em có hợp với nhau hay không, để mình tiến hơn bước nữa. Thì em cũng nghĩ thời gian gặp ở đây thì nó cũng ngắn thôi. Để mình để đi sâu hơn thì cũng phải có thời gian thêm để mà trò chuyện hơn. Đúng rồi, chẳng hạn như cuối tuần mình đi xem phim. Dạ. Yeah. Được không? Tôi thấy chốt cuối tuần đi xem phim là tôi vô rồi. Hay. Này lanh thiệt luôn nha, chị phục em á nha. À, hôm nay em đi với ai? Em đi với sếp em. Em đi với sếp em. Không mời mẹ tới. Mẹ em mới bị té xe chị, bị đau rồi, chân. Sao nhà nhiều chuyện quá vậy? Dạ. Mẹ có bị nặng không? Dạ không chị, bị bầm chân chút thôi. Chút xíu nữa mình gọi điện cho mẹ được không? Dạ được chị. Được ha, thôi bây giờ mình mời sếp vô để nghe ý kiến của sếp trước nha. Dạ. Dạ. À, em mời chị vô chị. Rồi, chào sếp. Nãy giờ lắng nghe câu chuyện của hai bạn trẻ ha. Dạ. Không biết là ý kiến của chị như thế nào, nhận xét gì về cặp đôi ngày hôm nay? Thì em cảm thấy là hai bạn rất là hợp nhau đó. Em với Trang thì chủ yếu tiếp xúc trong công việc là chính, thì Trang là một người rất là có trách nhiệm trong công việc. Quãng thời gian qua thì ba Trang bệnh rồi ba Trang mất thì em cũng đồng hành cùng gia đình Trang nên cũng thân thiết. Thì thấy Trang là chị cả trong gia đình thì có trách nhiệm với gia đình luôn. Có nhận xét gì về chàng Trang ngày hôm nay không? Bạn thấy rất là hiền, dễ thương. Em thấy đặc biệt là bạn trai cũng rất là thích cây cối, và bạn Trang là đáng... Trang là người rất là yêu cây, nhưng mà
Nhược điểm là Trang yêu cây nhưng mà Trang không biết trồng cây. Nếu mà được thì sau này bạn chồng con Trang chụp hình. À trời ơi, yêu cây để chụp hình thôi hả? Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Để hy vọng là hôm nay các bạn ấy sẽ chạm được tới nhau ha. Rồi, cảm ơn chị. Rồi bây giờ mình gọi cho mẹ nhé. Để chị hỏi thăm mẹ sức khỏe mẹ vài câu. Rồi coi mẹ có nhận xét anh bạn này hôm nay như thế nào. Dạ chị. Đâu rồi? Hai mẹ. Hello. Nha. Sao dạ đang quay. Dạ con chào cô. Chào chị Khắc Tường. Ồ cô biết con hả? Dạ biết chứ. Dạ cô khỏe không? Con nghe cái cô nghe già quá. Kêu chị hả? Dạ vậy chị khỏe không? Em nghe chị mới bị té xe gì nữa phải không? Dạ đúng rồi. Dạ cẩn thận nha chị nha, cẩn thận. Em cũng mới có nghe hỏi thăm về tình trạng gia đình mình thôi. Em cũng chia buồn với gia đình chị, nhưng mà chị giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Rồi rồi em trai của Trang đâu? Dạ đây. Dạ. Hello. 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 Biết cô không? Dạ. Nói cô. Ăn cơm chưa? Ừ Cát Tường. Ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Rồi bây giờ cô Tường à, hỏi thăm mẹ con nè, bữa nay á là mẹ với con là biết là chị Trang đi đâu không? Sao? Biết rồi. Dạ bây giờ con giới thiệu cho cô ha, hôm nay con giới thiệu cho cô cái em giới thiệu cho chị, lộn, yêu cầu kêu bằng chị. Bây giờ em giới thiệu cho chị cái người bạn trai hôm nay là chương trình là giới thiệu cho con gái của mình, để coi cô có ý kiến gì không nha. Rồi đưa đây, đưa điện thoại đây, tôi làm việc cho đây. Dạ con chào bác ạ. Dạ bác, chân của bác có lành lại chưa ạ? Đã đỡ rồi. Dạ. Bác gặp con rồi bác thấy con sao không bác? Nói lớn lên quay. Bác gặp con rồi bác thấy con như thế nào ạ? À? Dạ. Dạ, vậy khi nào mà bác đi khám bệnh thì Trang bận quá thì bác kêu con đi khám, chở bác đi khám cũng được. Dạ. Coi như là bạn bè thôi. Được không bác? Dạ. Bây giờ em hỏi chị nè, bây giờ chị có yêu cầu gì về con rể tương lai không? Hiền. Hiền. Dạ. Biết rồi, mình đã được rồi. Rồi. À, giờ muốn cho Trang đi làm dâu hay muốn bắt rể? Dạ, có bà má con rồi đó. Có bà má con rồi đó. Dạ. Mà quê ở đâu rồi? Ở đây luôn mẹ, ở Bình Thạnh. Bình Thạnh, Bình Thạnh. Gần xịt. Sao? Gần thì ở đây. Thì về dưới thì có vậy thôi. À, tao không được. Gần quá mà ha. Rồi thôi cái chuyện đó cho đôi trẻ tính ha. Rồi em cảm ơn chị nha. Giờ chúc cho chị với gia đình là luôn nhiều sức khỏe nha chị. À. Cảm ơn con Cát Tường. Dạ. Bye bye. Thật ra là mình biết là gia đình Trang cũng vừa trải qua những cái mất mát, nhưng mà có những mẹ con đùm bọc nhau như vậy. Nếu hôm nay mà em có duyên mà được kết nối với bạn thì chị hy vọng rằng là em cũng là một cái người có thể là một cái chỗ dựa vững chắc, nhất là về tinh thần, để Trang có thể san sẻ bớt những cái gánh nặng, những cái lo âu trong cuộc sống. À, rồi bây giờ chị sẽ mời hai bạn nè, bây giờ chơi trò chơi chút xíu. Rồi có hai lá thôi, mỗi đứa bóc lá cứ khỏi suy nghĩ. Rồi xong, đọc lớn lên yêu cầu trong đó giùm chị Tường đi. Hãy tưởng tượng bạn nữ đang chải tóc trước gương. Bạn nam tiến đến chải cho bạn nữ và nói lời yêu thương. Trời ơi trời, giờ nó tóc ngắn rồi, hèn chi để cái lược ở đây. Giờ em làm bộ cầm lược đang chải đầu đi. Giống như đang đóng phim vậy đó. Chải đi em phải chải người ta mới tới được chứ. Rồi qua. À, để anh chải tóc cho em nha. Dạ cảm ơn anh. Anh thật ra thì anh cũng không có biết chải tóc cho phụ nữ đâu. Đây là lần đầu tiên anh chải đó. Đấy. Rồi sao nữa, tỏ tình tỏ thính em, anh sẽ chải suốt đời gì đó. Trời, chải chải tiếp đi. Tại vì chải suốt đời là để sau khi mà mình có hứa hẹn thì mình có một cái sự chối buộc của con tim á, thì lúc đó mình nói thì nó sẽ mang tính chất là hành động nhiều hơn. À. Còn hiện nay thì mới gặp mặt thì chỉ là bạn thôi. Đọc cái này luôn. Làm luôn đi, chị thấy nó cũng hợp đứng đó đó. Hãy tưởng tượng buổi sáng trước khi đi làm, bạn nữ chỉnh lại quần áo, sẵn tay áo cho bạn nam và nói lời dặn dò yêu thương. Đó, hồi nãy người ta phiền em đứng xích ra đây xíu nè. Rồi, qua rồi, sẽ áo, sẵn tay áo lên, áo xăng lên cho nó năng động. Đó, rồi nói dặn dò gì đó. Em bộ nhớ cổ áo lại nha. Nhưng mà giờ sẵn tay áo nè. Xăng lên, rồi dặn dò gì nói đi. Gần quá thấy cảm thấy rồi.
cái nhịp tim nó rung hơn bình thường, nó bị loạn nhịp, tay nó hơi rung chị cái. Ở im cho vợ dặn kìa ông ơi, dặn đi em. Anh đi làm chiều về sớm với em, đi ăn với em. Thôi. Rồi chồng đi làm xăng tay áo thôi hả cưng? Trước mắt là vậy thì chị. Trời ơi, hơi trước mắt là vậy luôn. Xăng một tay áo thôi. Sáng thêm lên đây được. Anh đi làm chiều về sớm với em hả? Đi ăn với em. Anh có thích đi ăn uống không? Anh cũng cũng thích đi ra ngoài ăn uống. Ừ, anh cảm ơn em nha. Đẹp rồi đó. Dễ thương rồi, hai bạn về chỗ. Thật ra đó là một, những cái thử thách cho nó vui. Để chi biết không? Nói chuyện là một chuyện, va chạm là một chuyện khác. Nó là cái cảm xúc. Cho nên chương trình muốn giúp cho hai bạn đo cái cảm xúc trong lòng của mình. Đến với chương trình ngày hôm nay, nó là một cái duyên cho các bạn gặp nhau. Chị nói lại, vai trò của chị chỉ là cái người đưa đò thôi. Nếu sau 3 tiếng đếm của chị mà các bạn đồng ý hẹn hò với nhau thì mình bấm mạnh vào nút bấm. Không đồng ý mình có quyền lấy tay ra. Hãy suy nghĩ thật kỹ, mình đang cần cái điều gì? Mình có thể cho bản thân mình một cơ hội và đối phương một cơ hội hay không? Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại giùm chị Tường nha. 1 2 Suy nghĩ lại những gì ta đã trao đổi từ nãy giờ. Nhắm mắt lại và tưởng tượng đến đối phương. 3 Hết thời gian. Mời em qua đây đứng cái đã. Bây giờ cảm xúc của hai bạn như thế nào khi bây giờ là mình chính thức trở thành một cặp đôi để sẵn sàng tìm hiểu nhau? Em cũng cảm ơn là chương trình đã cho em một cái duyên để gặp bạn Trang. Nếu mà mình hợp, mình tiến được với nhau thì mình sẽ bước tới một bước nữa. Trang có đồng ý không? Đồng ý. Cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho mình tìm được người bạn mới, có thể là tiến xa hơn. Đây, cầm món quà là trên tay. Tôi đặt nó là tên cây tình yêu. Ngày hôm nay tình yêu hai bạn đã bắt đầu như một cái cây như thế này, đang xanh tươi. Còn cái việc mà chăm sóc nó như thế nào, nó sống được bao lâu là do các bạn. Yeah. Mình phải nhân giống nó lên. Ý chị nói rằng là trong cuộc sống nó còn ở phía trước rất dài, hôm nay chỉ là mới bắt đầu thôi. Thì chị hy vọng một ngày nào đó với cái sự quan tâm của các em dành cho nhau, nếu phải duyên hai bạn sẽ báo tin vui cho chương trình. Yeah. Cố gắng lên nha. Cảm ơn chị. Rồi. Đây, chị cũng thay mặt chương trình gửi tặng cho em một món quà để làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Rồi, vẫn nắm tay nhau. Trời ơi, mới có nhận quà xong cái buông tay nhau ra. Kính thưa quý vị, hôm nay rất vui vì Tường cũng đã mai mối được cho cặp đôi này. Tường nghĩ rằng họ cũng là những người trưởng thành, hiểu chuyện và có thể là sẽ san sẻ được với nhau những cái gánh nặng, những lo toan, thậm chí là cùng nhau hưởng thụ những cái niềm vui trong cuộc sống. Và kính thưa quý vị, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media quý vị nha. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại.